Rồi, ok, xin chào các bạn đã đến với kênh của hàng đã qua sử dụng ha. Thì hôm nay á, trong cái series mà nói về cái tài khoản mà Emulai á, thì tôi sẽ làm lại một cái video hướng dẫn là gắn cái tài khoản này vô trong cái gắn cái camera này vô trong cái tài khoản Emulai. Tức là khi mấy bạn mà mua con cam mới về, không, mấy bạn lần đầu sử dụng camera thì mấy bạn phải lên Apple Store hoặc là CH Play tải cho mình cái phần mềm là Emulai. Sau khi tải xong rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Đó. Ra một giao diện như thế này. Thì nó ở đây mấy bạn nhìn nó có cái chữ đăng ký này. Mấy bạn mà chưa có tài khoản lần đầu tiên sử dụng camera Emulai á thì nhấn vô nút đăng ký. Còn những bạn nào mà có tài khoản rồi mà quên mật khẩu thì nhấn vô nút quên mật khẩu đây. Sau đó mình điền cái email hoặc là cái số điện thoại lúc trước mình đăng ký tài khoản. Rồi mình đặt cái mật khẩu mới và mình làm theo hướng dẫn thì mình sẽ tạo được một cái mật khẩu, mình lấy lại được cái mật khẩu ha. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ đăng nhập cái tài khoản Emulai của tôi để tôi gắn cái con cam này vô trong cái tài khoản Emulai của tôi. Thì cái tài khoản Emulai á, cái tài khoản nào mà gắn camera vô trong đó thì tôi tạm gọi là tài khoản chính ha. Còn cái tài khoản nào mà không có gắn cam mà chỉ gọi là chia sẻ để xem, đó gọi là tài khoản phụ. Thì hôm nào tôi sẽ có một cái video là nói về cái hai cái loại tài khoản này ha. Rồi bây giờ tôi làm tiếp cái hướng dẫn là gắn cái camera này vô trong cái tài khoản Emulai này đó ha. Nói về cái phần mềm Emulai này thì nó rất là nhiều thứ để nói ha. Rồi, sau khi mà mình đã điền cái, mình đã đăng ký, mình có số điện thoại, có mật khẩu rồi á, thì mình sẽ điền cái mật khẩu vô và nhớ cái nút ở dưới này là cái nút mà tôi đồng ý với thỏa thuận và quyền. Check vô cái nút đó thì nó sẽ sáng cái nút đăng nhập ra nha. Bây giờ mình sẽ đăng nhập nè ha. Rồi, đây là một cái tài khoản mới chưa có gắn cái camera nào vô hết, thì bây giờ mình sẽ gắn camera vô. Thì bây giờ để gắn camera thì mình nhấn nút dấu cộng phía bên tay phải đây, chọn cái dòng đầu tiên là quét mã QR. Thì ở dưới con cam của mình mua về nó sẽ có một cái mã QR đây, thì mình sẽ quét ha, quét cái mã QR ha. Đó, nếu mà mấy bạn quét thành công á thì nó sẽ ra cái mã QR của con cam, ra cái mã QR của con cam và nó có số seri number ha. Bây giờ mình sẽ nhấn cái nút tiếp theo, nhấn nút tiếp theo. Mà nãy tôi quên là cái điện thoại của mấy bạn phải bật cái định vị GPS lên nha, phải bật kết nối wifi và bật định vị GPS lên nha. Đó, không bật định vị là nó cũng phải, nó kêu mình bật á thì mình bật sẵn đi. Rồi nhấn nút tiếp theo này, rồi nhấn nút tiếp theo này, rồi nó sẽ ra một cái bảng, tại vì cam này nó có chức năng là tự phát wifi nên nó sẽ ra một cái bảng để cái bảng thông báo để là nó chờ kết nối giữa cái con cam này và cái đó. Mình sẽ kết nối, nhấn nút kết nối ha. Rồi chờ nó. Rồi, rồi bây giờ nó sẽ ra một cái bảng để mình chọn cái wifi. Thì mình sẽ chọn cái wifi đang kết nối với cái điện thoại của mình. Mà lưu ý là cái wifi này nó ở cái băng tần là 2.4 nha. Băng tần là 2.4 GHz. Còn cái băng tần 5G là nó không có bắt được nha. Rồi, của mình chọn đây. Rồi sau khi mình chọn đúng wifi rồi, mình nhập password wifi vô đây. Password wifi của tôi là 123456789. Rồi nhấn vô cái nút gọi là lưu mật khẩu cũng được, mà không nhấn cũng được, nhấn nút tiếp theo. Rồi đang chờ, không, đang chờ kết nối thiết bị tới đám mây nè. Đó, thì tôi nói là có nhiều người á bị cái chỗ này là làm sao không bật cái định vị GPS lên, là cuối cùng là nó cứ là nó báo là kết nối không thành công, nó tùm lum tà la hết, thấy không? Đó, mình cứ bật cái định vị GPS lên. À, ở đây là con cam của mình là mình thấy là nó sáng đèn màu xanh rồi, là tức là nó đã kết nối wifi rồi nè. Kết nối wifi thành công rồi nó sẽ sáng cái đèn màu xanh rồi.
Bây giờ chị đó, sau khi mà nó gắn cái thiết bị này vô trong cái tài khoản mình được thành công rồi á, thì nó cho mình đặt cái này á, mình đặt là cửa trước hay là cửa sau gì mình đặt báo lại thông minh hết, mà đặt đại đi, xong nhấc nút tiếp theo, chọn khu vực đó, mình chọn khu vực, nhấn nút tiếp theo cái gì đó. Rồi nó có nút gọi là chọn cái khu vực ở dưới đây nè nha, chọn khu vực đây thì mình sẽ chọn cái giờ. Cái giờ của mình là Hà Nội Jakarta, Hà Nội Jakarta ha, khu vực Hà Nội du lịch Hồ Chí Minh ha, nay có giờ Hồ Chí Minh luôn hả? Rồi nhấn nút OK. Rồi nó cho mình set up luôn cái giờ ở đây đó, mình chọn cái định dạng ngày là đây đây manh manh dia dia đi, nay có vụ này mới nè, nhấn OK này. Rồi mình nhấn nút tiếp theo này, nó mới chịu nha, đó đó, nãy tôi nhấn nãy tôi nhắn kia nhưng mà nó không chịu, cái này nó có vụ mới là cái như là bắt mình chọn ngày trước. Cái này á, thì mình đặt đại là cái gì cũng được đi, địa điểm khác đi, rồi xong rồi thôi mình đặt ở nhà mình đi, nhấn nút xong. Rồi mình nhấn nút sau. Rồi như vậy là cái cam của mình đã gắn vô thành công. Bây giờ nhấn nút play để xem này, thấy không? Đấy, nhấn nút play để xem này, thấy không? Đó, như vậy là con cam của mình đã gắn vô trong cái tài khoản Imolai này thành công rồi nha. Đó, tôi hướng dẫn cái video này nó quá là đơn, nó quá là đơn giản thôi chứ đâu có gì đâu mà khó, thấy không? Đó, con cam này nó có cái này này, con cam của tôi là nó có cái còi, đó, có còi đây này, thấy không? Đó, cái phiên bản này là F22 FEB, tức là phiên bản cao cấp nhất. Nó có cái đèn nè, nó có đèn ha, để tôi mở cái đèn đó ha, nó có mà có đèn nè ha, rồi có đèn, có đèn led, rồi có còi này, để tôi mở còi nha. Đó, mở còi đó nha, không đó, phiên bản này là phiên bản VIP, phải không? Có đèn có còi luôn, cảnh báo cảnh báo là gì, là hú còi luôn đó, cảnh báo hú còi luôn ha. Rồi có đàm thoại hai chiều luôn nè, đó, có đàm thoại hai chiều luôn, rồi để tôi nói nè. Lô. Đó không? Đó, con cam này thứ dữ luôn, con cam này gắn ngoài trời mà nó có đầy đủ chức năng luôn không? Đó không? Tự phát wifi, có đèn, có còi rồi các kiểu con đà điểu luôn. Phiên bản này là F22 FEB. Đó, phiên bản cao cấp. Rồi. Kết thúc cái video ở đây. Nếu mà mấy bạn thấy video của mình có thì nhấn nút đăng ký kênh, like, share video cho mình ha. Rồi đây là một cái video mà hướng dẫn là gắn camera vô trong cái tài khoản Imolai nha, hoặc là nó có một cái tên nữa là gắn thiết bị vô trong tài khoản Imolai đã đăng ký rồi, đúng không? Đó, nó như vậy thôi. Rồi cái phần mềm Imolai này thì nó có nhiều thứ lắm, nó có nhiều thứ lắm. Thì bữa nào tôi sẽ nhỏ ra một cái video nữa, rồi để mình làm cái video, nhiều cái video mà hướng dẫn cụ thể, chứ bây giờ làm một cái video mà nói một lèo từ đầu tới cuối thì có nhiều bạn bị vướng cái chỗ nào thì người ta ngồi coi hết video thì tội người ta, để mình sẽ nhỏ video ra ha. Rồi kết thúc video ở đây.